Ok, hello tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Black Bee Original. Và ngày hôm nay, tập 6 của series Black Bee và chuyện bí ẩn. Rất là vui khi mà mình làm tất cả các thể loại liên quan tới ma, chẳng hạn như là kể chuyện ma, rồi chơi game, rồi reaction về ma. Thì các bạn có vẻ rất là hứng thú ở trong cái chuyện này, cho nên là mọi người hãy nhớ like, subscribe cho Black Bee để mình có nhiều động lực để mình làm tiếp những cái phần tiếp theo nha mọi người. Và ngày hôm nay, mình xin phép gửi đến tất cả các bạn một cái mẫu chuyện ma có thật của một người bạn tên là Đức đã gửi cho mình. Thì mình muốn nói với các bạn là mình sẽ kể những cái câu chuyện của tất cả mọi người gửi về cho mình để mình truyền tải, mình chia sẻ lại với tất cả các bạn. Và sẵn mình cũng ngồi mình phân tích sơ sơ về nó, coi nó như thế nào, đúng hay sai, hay là mình khuyên, có những cái lời khuyên gì đó cho các bạn. Ok, và bây giờ tập 6 xin được phép được bắt đầu. Và đây là một câu chuyện của bạn Đức. Vào năm lớp 6 thì bạn Đức chuyển nhà từ Tây Ninh đến Đồng Nai để mà sống với ông bà ngoại cũng như cùng với một người cậu của mình. Thì bạn có xin chuyển vào một trường trung học cơ sở mà ở gần đó thì có rất là nhiều rừng cao su. Mà mọi người biết rồi đó, ở trong rừng cao su thì có rất là nhiều cao su. Nói vậy chứ mình nghe đồn là trong rừng cao su thì có rất là nhiều thành phần tâm linh khác nhau, rất là ghê, mà mình chưa được biết đến nhiều. Và ngày hôm nay câu chuyện này sẽ liên quan tới là vấn đề tâm linh gì đó trong rừng cao su. Thì trong lúc đang đợi xem mình được xếp vào lớp nào thì Đức vô tình nhìn ra phía cuối của cái sân trường thì thấy có bóng dáng của một người lớn và một đứa trẻ em đi thẳng vào cái hướng bức tường. Ở lạ lùng, tại sao lại đi vào hướng bức tường? Lúc này là Đức có suy nghĩ, nhưng mà chợt Đức nhận ra và giật mình sởn hết da gà. Hai cái bóng đó đi xuyên qua bức tường mọi người ơi. Thì nghĩ là do là mình đứng nắng mình đợi, cho nên mình bị ảo giác, mình bị kiểu như là bị hoa mắt thôi, cho nên Đức cũng không quan tâm lắm. Chứ nhưng mà đến ngày hôm sau khi đã vào lớp rồi thì Đức có đến tìm một người bạn ở khu vực này cũng khá là lâu. Thì người bạn đó mới kể cho Đức nghe về một câu chuyện ở đằng sau cái sân trường làm trong rừng cao su đó. Thì lúc trước thì có một cặp tình nhân, người ta hẹn hò ở ngay cái chỗ mà đằng sau sân trường đó. Thì người phụ nữ này mới nói với lại người đàn ông là mình có thai ngoài ý muốn. Người đàn ông thì kiểu như là chắc là chưa có đủ trưởng thành, chưa có đủ kinh tế để mà lo cho đứa nhỏ, thì mới kêu là người phụ nữ này phá. Thì người phụ nữ này không quyết định, là quyết tâm 100% là không phá, phải muốn giữ lại. Thì do có lẽ là do bất đồng suy nghĩ hay là do một cái gì đó kích thích, thì người đàn ông này đã ra tay sát hại người phụ nữ và đốt xác người phụ nữ này ở đằng sau sân trường ngay chỗ rừng cao su. Thì nghe đến đây thì có vẻ là Đức đã chợt hiểu ra là mình đã nhìn thấy cái gì rồi. Đức nhìn thấy người mẹ và cả đứa con. Tôi nghĩ là đứa con này chắc cũng đã một thời gian khá lâu, cho nên là từ một đứa trẻ ở trong bụng cũng đã lớn rồi. Thì có lẽ là Đức suy nghĩ là mình sẽ không kể chuyện này cho các bạn mình nghe để gây các bạn hoang mang, các bạn mất tập trung cho chuyện học. Đức cũng không có kể cho gia đình nghe về câu chuyện là mình đã thấy bóng dáng của hai tâm linh mẹ và con đó, cho nên là Đức đã im lặng. Và một vài tháng sau, trong một cái buổi mà trường tạo ra để mà cho học sinh lao động quét dọn rồi vệ sinh toàn trường thì nhóm của Đức được phân công dọn vệ sinh ngay phía bức tường ngay cuối sân trường. Ở sân trường thì có một cái bức tường khá lớn và cách đó là một cái rừng cao su rất là rộng ở đằng sau. Thì Đức hình như đã quên được câu chuyện là mình đã thấy cái gì ngay cái vị trí mà mình đang làm vệ sinh đó. Thì Đức cũng không nhớ và kiểu như là cứ giỡn rồi vui vẻ rồi cứ làm việc. Thì đến một hồi sau cỡ tầm 5 phút, 10 phút gì đó làm việc thì tự nhiên Đức cảm thấy là lạnh. Trong khi đó là buổi trưa mà Đức lại cảm thấy lạnh, mà cái lạnh nó rất là kỳ. Cái lạnh nó xuất phát từ lưng cho đến tận óc. Một cái lạnh nó sởn da gà. Thì Đức cảm thấy lúc này người cũng khá là mệt và khá là khó thở, cho nên là Đức mới nói với các bạn là ê tụi mày
làm giùm tao một chút đi, cho tao nghỉ một chút chứ tao hơi mệt. Thì những người bạn nghe vậy thường là nghĩ bạn mình giả điên để mà trốn việc, thì mấy người bạn chọc. Thì Đức vẫn cố gắng làm một hồi nữa, nhưng mà do quá mệt, quá khó thở cho nên là Đức đã liên hệ đến cô giáo và xin cô giáo lên phòng bảo vệ nằm. Thì cô giáo đồng ý. Vừa mới bước ra khỏi cái khu vực mà cuối sân trường đó thì tự nhiên Đức hoàn toàn bình thường trở lại, tay chân không còn tê, rồi các đầu ngón tay không còn tê và hơi thở cũng bình thường trở lại. Cái lạnh từ ót cho đến lưng nó cũng hoàn toàn biến mất. Thì Đức mới quay lại nhìn những người bạn của mình đang làm á, thì Đức mới chợt nhớ ra là Đức đứng ngay cái vị trí mà đã từng thấy bóng dáng của hai mẹ con đó đi xuyên qua bức tường. Nói sơ sơ về bạn Đức một chút, thì bạn Đức kể với mình là bạn là một người rất là dễ thấy về những cái tâm linh, kiểu như là chắc là nhẹ vía cho nên là rất là dễ thấy. Thì có lần thì bạn thấy những cái linh hồn nó cao, rất cao, và những linh hồn lùn cũng rất lùn, và những linh hồn kiểu như là bụng bự rồi cầm dây xích rất là nhiều. Và những cái chuyện mà linh hồn cao ơi là cao thì mình cũng đã từng nghe người anh của mình kể lại rồi. Ok, mình quay lại cái mẫu chuyện đó nha. Và chiều hôm đó thì Đức cùng với người cậu của mình có đến trường và chơi bóng chuyền cùng với vài người bạn và chú bảo vệ ở trong trường. Thì đang chơi thì vô tình Đức thấy có ai đó ở lầu 3 nhìn xuống những người đang chơi bóng chuyền, một cô gái mọi người, một cô gái tóc ngang vai. Thì Đức kiểu tò mò cứ nhìn lên trên đó thì thấy người con gái đó quay lưng đi về phía cầu thang của cái lầu 3 đó. Thì kiểu như là một cái người tò mò mà, thì Đức muốn kiểu như xác minh đó là cái gì. Thì Đức mới kiểu như rời khỏi những người đang chơi bóng chuyền đó và đến cái phía cầu thang, leo lên tới phía lầu 1. Thì Đức vô tình, hình như đã là vô tình chọc giận những người đó, thì Đức nghe thấy cái tiếng miết, cái tiếng mà tai dịnh vào thành cầu thang, mà cái thành cầu thang của trường Đức là bằng inox, nó kêu cái kiểu rất là ghê rợn, sởn da gà hết. Cái lúc này thì Đức khá là sợ rồi, mà cái tiếng đó càng ngày hướng tới cái phía đi xuống chỗ Đức đang đứng ở lầu 1. Thì Đức nghe vậy sợ quá rồi, sợ lúc này sợ quá rồi. Gặp tôi là tôi xỉu tại chỗ luôn chứ không phải sợ mà. Cho nên như Đức đâu, thì Đức mới lấy lại hết bình tĩnh và quay lưng và bỏ chạy. Thì chạy được vài bước thì lại nghe cái tiếng, nghe cái tiếng ầm 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 ầm, cái tai đập vào cái thành lan can kêu keng 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 keng. Đức quíu giò, lúc này Đức quíu giò rồi, kiểu như là chạy 2-3 bước là té, chạy 2-3 bước là té, cho nên là Đức cố gắng lấy hết sức bình tĩnh để mà chạy ra, thoát ra khỏi cái chỗ hành lang đó và đến cái chỗ mà mọi người đang chơi bóng chuyền. Thì Đức mới hỏi mọi người là mọi người nãy giờ có nghe cái gì không, có nghe ầm 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 cái tiếng mà cái tai đập vào thành cầu thang kêu keng 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 không? Thì mọi người nói là nãy giờ tao chơi ở đây tao có thấy cái gì đâu, tao có nghe cái gì đâu, mày đi đang chơi đi đâu vậy, đừng có tào lao, không có gì đâu. Thì mọi người phớt lờ đi câu chuyện của Đức. Thì Đức ngồi bệt xuống dưới, nhìn lại phía cầu thang cũng như nhìn lại phía lầu 3 thì không còn thấy động tĩnh gì nữa. Thì tất cả mọi người chơi xong đến cái lúc mà tối thì tầm 8:30, 9 giờ thì mọi người giải tán. Cậu và Đức đi về nhà. Thì đường về nhà của Đức á, từ trường về nhà Đức á, thì nó có hai con đường để về. Một là đi đường lộ thì sẽ xa hơn, hai là đi đường tắt là băng ngang qua rừng cao su. Thì cả hai lúc này lựa chọn con đường ngắn để mà đi, tại cũng khuya rồi, 8-9 giờ đêm rồi, trăng thì cũng sáng nên không đến nỗi nào mà tối lắm, thì hai người cũng có thể thấy đường để mà về. Thì đi được một hồi thì Đức cứ cảm giác như là có tiếng bước chân của ai đó đi đằng sau lưng mình, mặc dù người cậu đang đi song song với Đức chứ không phải đi ở đằng sau. Đến lúc này thì Đức mới quay qua nói với cậu là coi chạy đi lẹ đi chứ đi chậm quá vậy, đi về khuya là mệt lắm. Thì kiểu Đức có vẻ như là có một cái linh cảm gì đó, có ai đi đằng sau lưng mình.
thì Đức đi rất nhanh về nhà, và khi về đến nhà thì Đức là người khóa cổng lại. Trong lúc Đức đang lay hoay khóa cổng thì nhìn từ phía xa thì Đức thấy một cái bóng dáng cứ lượn qua lượn lại, lượn qua lượn lại ở trên cái ruộng khoai của ông ngoại. Thì cứ lượn qua thì Đức thấy rồi, hiểu rồi, biết cái gì nó đi theo mình từ nãy tới giờ, và mình đã thấy được chuyện đó. Tại vì Đức là người rất là dễ thấy được tâm linh, và tại vì gọi là vía bị yếu, gọi là yếu bóng vía, cho nên là Đức mới là luống cuống là khóa cửa lại, chạy thẳng thật nhanh và đi vào nhà và đi lên lầu. Thì mọi chuyện hình như cũng đã dường như êm xuôi. Thì cỡ tầm 1-2 giờ sáng, khi mọi người đang ngủ, thì con chó mực của nhà Đức sủa inh ỏi, sủa âm trời. Thì Đức, cậu và cả ông ngoại đều nghe thấy và dậy. Ông ngoại thì cầm đèn pin soi, soi ra ngoài sân cũng như soi ra chỗ cái ruộng khoai của mình để xem có cái gì bất thường không, có trộm hay không. Thì Đức và cậu thì cũng đứng mép vào cái cửa để mà nhìn theo ông ngoại, thì không thấy gì. Thì ông ngoại mới quay qua chửi con chó là im, im đi, sủa cái gì mà sủa, tối rồi không có thấy cái gì hết mà sủa. Rồi con chó nó nghe vậy thì nó im. Thì mọi người giải tán và đi về phòng. Thì cỡ tầm 5-10 phút sau thì con chó lần này nó sủa lớn hơn, inh ỏi hơn và dữ tợn hơn. Thì lần này là bà ngoại cũng đã tỉnh giấc. Thì cả ông ngoại, bà ngoại, cậu của Đức và Đức thì đi ra xem. Thì cũng là cây đèn pin đó mà không thấy gì cả, hoàn toàn không thấy gì trong cái màn đêm tĩnh mịch đó. Chỉ có ánh trăng, mà đặc biệt là ngày hôm nay không biết làm sao mà trăng rất là sáng và soi được hết cả cái sân nhà Đức. Nhưng mà ông ngoại vẫn cầm cái đèn pin và soi từng ngóc ngách coi nó như thế nào. Thì không thấy gì, vẫn không thấy gì. Thì con chó vẫn sủa và ông ngoại kiểu mặc kệ nó và bỏ đi vào. Thì Đức và cả cậu vừa mới đi vào thì ông ngoại thốt lên một câu là ủa, cái gì vậy ta? Thì Đức và quay qua, Đức và cả ông cậu cũng bà ngoại quay qua nhìn, thì thấy một cái đốm trắng gì đó nó bay lơ lửng, nó bay lơ lửng ở trên cái cột của cái hàng rào nhà Đức đó. Thì trên cái bóng trắng, ở trên là bóng trắng lơ lửng, một cái đốm sáng gì đó, có thể là do là khúc xạ ánh sáng hay là cái gì đó tôi không biết, cũng có thể là do tâm linh tạo ra. Thì cái cột ở đây, thì ở trên đây nó là một cái đốm sáng. Ngay cái đầu của cây cột thì lại có một cái miếng vải màu trắng nó được phủ lên cây cột đó. Thì cả nhà hình như là đã sợ cái gì, tại vì cái cột của Đức là nó ngang mặt thôi, cái cột ở cửa nhà Đức là nó ngang với cái mặt mình thôi. Thì Đức có dễ có thể là có người để cái miếng vải đó lên, nhưng mà ai để lên giờ này, đã là 1-2 giờ đêm rồi, đúng không mọi người? Thì cả nhà lúc này sợ rồi. Bà ngoại thì vào thắp nhang cho bàn thờ tổ tiên, thì mới khấn là mong cho ông bà tổ tiên cũng như thần Phật sẽ phù hộ độ trì cho gia đình. Thì cứ mặc kệ, đóng cửa lại. Thì trong lúc đóng cửa lại thì cái đốm trắng nó cũng đã biến mất, và cái miếng vải nó được gió thổi bay xuống dưới sân của Đức. Mà ai là người để cái miếng vải trắng đó lên mà ác đạn vào giờ này, lúc này là 1-2 giờ đêm rồi. Cho nên là cả nhà quyết định đóng cửa và mặc kệ nó, mặc kệ chuyện gì đang xảy ra. Thì mọi người tản vào phòng. Ở trong phòng của ông bà ngoại thì có một cái toilet. Ở trong đó, trong cái toilet thì có một cái lỗ thông gió để mà nhìn ra ngoài được, cái kiểu như là vừa đi vệ sinh mà vừa ngắm mây trời đó mọi người, kiểu như là rất là khoáng đãng dung tục, dạng vậy cho nó dễ ỉa hay gì á. Nói chung là rất là nhìn, có thể là nhìn ra được tới ngoài sân. Thì do cái tính tò mò của bà ngoại và ông ngoại thì ông bà ngoại mới dựa qua cái lỗ đó mà nhìn thẳng ra ngoài, thì thấy cái võng nằm ở ngoài sân. Ở ngoài sân của Đức có một cái võng, thì có ai đó đang nằm ở trên cái võng đó, đung đưa, đung đưa, đung đưa. Mà đặc biệt là người này mặc cái quần màu trắng, mặc cái áo màu tím. Nếu là trộm thì đã vào nhà để mà trộm hoặc là như thế nào rồi, còn đây lại nằm trên cái võng mà đung đưa rất chậm, đung đưa, đung đưa. Thì mọi người lại tiếp tục sợ hãi, lại ra thắp nhang cầu xin, và rốt cuộc là thức đến sáng không có dám ra ngoài để xem là ai. Gặp tôi là tôi alo chú công an hả, xuống đây có thằng nào nó nằm kìa. Mà lúc đó tôi nghĩ là công an cũng nhiều khi xuống sẽ không thấy gì đâu, bởi vì đó là tâm linh, một cái
hồn ma của ai đó đang nằm nhờ ở trên giọng của đất ở ngoài sân. Thì mọi việc xảy ra bình thường. Đến một ngày thì gia đình Đức có tiệc, thì những người bạn của ông ngoại đến nhậu, nhậu rất là vui vẻ, hài hước. Thì trong những người bạn đó thì có một người cháu của người bạn ông ngoại là tên là Huy, cũng ngồi nhậu đó. Thì kiểu như là ngày hôm nay Huy rất là lạ nha, kiểu bằng tuổi của Đức thôi. Thì Huy ngồi chơi và ăn uống cùng với gia đình thì có một cái những hành động rất là lạ và lặp đi lặp lại nhiều lần. Tay thì xoa bụng, mà cái bụng ngày hôm nay của Huy hình như là to hơn bình thường. Và kiểu nó lạ thường lắm, chứ không phải là bụng bự do uống hoặc là ăn cái gì quá nhiều thành ra no mà bụng bự. Không, nó bự một cách lạ thường. Còn tay thì cứ vuốt tóc mọi người, mà vuốt vậy nè, đàn ông tóc ngắn mà vuốt tóc kiểu như cứ như vậy nè, cứ kiểu vuốt, rồi vuốt xong rồi lại rờ vào bụng. Đến lượt uống thì cầm ly rượu lên uống, uống xong lại vuốt tóc mà không nói với ai tiếng nào cả, chỉ vuốt tóc rờ bụng và tới dòng thì uống rượu. Thì Đức thấy mới vậy, mới nói là: "Ê, Huy, mày bị gì vậy? Làm gì kỳ quá, tự nhiên cái làm gì mà không nói ăn gì hết mà cứ làm hành động kỳ mày?" Huy mới nói là, Huy mới trả lời: "Huy nào, tôi mà." Thì mọi người lúc này là hơi hoang mang một chút, một sự im lặng lạ thường với một cái không gian hơi ghê ở trong một cái bữa tiệc đó. Mọi người đều im lặng và nhìn Huy. Thì bà ngoại lúc này cũng khá là nghi ngờ rồi, cũng hơi nghi, thằng này hôm nay sao nó lạ quá. Và cả Đức cũng hơi nghi về câu chuyện này, cho nên là bà ngoại mới hỏi: "Ở đâu vậy? Đến đây làm gì?" Bà ngoại run và hỏi vậy. Thì Huy lúc này mới trả lời là: "Ở trên kia kìa." Bà ngoại lúc này không hiểu thì hỏi: "Ở trên kia là ở đâu?" Thì lúc này Huy chỉ thẳng vào mặt Đức và nói là: "Ở trường của thằng này nè, ở đằng sau lưng trường của thằng này nè." Thì lúc này Đức thấy như vậy thì toát hết mồ hôi hột và lạnh hết cả xương sống. Mọi người mới sững sờ và hỏi: Sao mày biết thằng này?" Thì Huy lúc này mới nói là: "Thì thằng này nó thấy mẹ con tôi, thì tôi cho nó thấy, tôi thấy lạ quá cho nên tôi đi theo nó về đây." Thì mọi người thấy như vậy là bắt đầu hoang mang rồi. Còn ông ngoại thì lúc này kiểu như đã uống rất là nhiều rồi, cũng khá say rồi. Ông ngoại mới chửi: "Mẹ, giả điên, giả khủng gì vậy Huy?" Thì lúc này Huy qua nhìn ông ngoại và liếc ông ngoại một cách rất là gì đó lạ lùng. Không phải là một ánh mắt của một người con trai liếc một ai đó, kiểu con trai liếc vậy, còn con gái là liếc rất là dữ tợn và vỗ vào vai của ông ngoại. "Ngày mai là tôi cho ông bệnh nha, cho ông nằm một chỗ ở nhà, không có được đi đâu hết." Huy nói với ông ngoại như vậy. Ông ngoại thì kiểu: "Ôi xưa, cái thằng khùng, không có để ý tới," và kệ nó. Bà ngoại thì thấy thế cho nên là cũng hơi sợ, cho nên liền nói là: "Nè, đến đây có việc gì không? Con có cần cúng kiến gì thì nói đi, thì tôi cúng cho." Huy chỉ tay vào Đức và nói: "Thằng này nè, cái thằng này nó dắt tôi về nè." Đức nghe vậy thì cũng không biết làm gì, chỉ biết kiểu á khẩu mà đứng hình mà ngồi đó run thôi. Huy tiếp tục nói: "Tôi về đây chơi, đi theo thằng này về, thấy nhậu đông vui quá cho nên vô ngồi nhậu chơi." Thì vừa nói xong thì cầm ly rượu uống một cái nữa. Huy chỉ tay về phía ông ngoại và nói là: "Ông này nè, thấy thịt chó là mê lắm nha. Ông có biết là cái con chó mà ông rượt bắt lúc chiều là ai không? Nó là con của tôi đó." Thì lúc này là mấy ông bạn kiểu như đã biết cái chuyện gì xảy ra rồi, chố mắt lên nhìn vào Huy và hỏi: "Cái con chó đó là con của cô hả?" Huy tiếp tục nói: Hên là nó chạy kịp đó nha. Nó mà không chạy kịp về cái am của tôi với nó ở là nó bị mấy ông bắt làm thịt rồi." Thì mấy ông bạn của Huy lúc này hình như là đã biết
là chính xác Huy đang bị ai đó nhập. Thì cả nhà liền hỏi là con chó nào vậy ông Tâm? Ông Tâm là bạn của ông ngoại. Thì ông Tâm mới nói là hồi chiều tao với ngoại mày đi rủ bạn về nhà nhậu nè, thì thấy một con chó dện. Ông ngoại mày mới nói là ê, có con chó hoang kìa, bắt nó về mừng thịt ăn nhậu. Thì ông Tâm và ông ngoại dí theo con chó bắt, thì con chó này chạy rất nhanh, chạy rất nhanh và chạy một mạch đến đoạn rừng cao su. Quẹo vào rừng cao su thì con chó này mất tâm. Nghe ông Tâm kể như vậy thì bà ngoại mới bắt đầu sợ, thì liền nói là cô ở đâu chỉ tôi đi, để ngày mai tôi mua ít thịt, ít hoa quả tới cúng để mà tạ lỗi cho cô, chứ mấy ông này ông không có để ý đâu, đừng có trách ổng tội. Thì Huy mới nói là Huy lúc này là bị nhập rồi nha, Huy lúc này là bị nhập rồi. Huy nói là ở đằng sau sân trường học của thằng này nè, ra ngoài đó đi cách đó vài cây cao su là thấy cái am nhà tôi ở đó. Xong Huy cầm cái ly rượu uống và xuất đi. Huy té xỉu, mọi người đỡ Huy nằm lên phản. Lúc này thì mọi người cũng khá là sợ, cuộc vui lúc này cũng đã tàn rồi, mọi người giải tán, chỉ còn có một người bạn của ông ngoại ở lại và phụ gia đình dọn dẹp. Thì lúc này đột nhiên ông ngoại đang ngồi đó, đang kiểu như xỉn rồi, gật gù xỉn rồi, thì lên cơn hen suyễn. Thì bà ngoại thấy vậy mới lấy cái ống thở của người hen suyễn nó cho ông ngoại hít vào, hít cái thuốc vào vào mũi để cho không còn bị suyễn nó hành á. Thì hít một vài hơi thì ông ngoại lại bị nặng hơn, không hết mà lại bị nặng hơn. Lúc này ông ngoại là thở nặng hơn. cái kiểu mà thở mà không ra hơi, không thành tiếng, thở không nổi. Thì ông ngoại tự nhiên đang ngồi thở một cách khó khăn thì bật dậy chạy ra ngoài sân vườn, nằm xuống và nằm quằn quại ở trên đất. Thì mọi người thấy vậy thì hiểu rồi, cho nên là ông ngoại, bạn của ông ngoại, cậu và cả Huy đều ra mà đỡ ngoại dậy. Nhưng mà đặc biệt lần này cả bốn người không đỡ nổi một ông già đang say xỉn và đang bị suyễn rất là yếu, đỡ không nổi, cứ ghì xuống, người thì kéo lên, còn đây cứ ghì xuống đỡ không nổi. Ông ngoại lúc này rất mạnh. Thì thấy như vậy thì có lẽ là do là bà ngoại cũng lớn tuổi cho nên chắc cũng biết chuyện gì xảy ra rồi, cho nên là mới kiểu là hoang mang. Người thì kêu ông ngoại ơi, ông ngoại ông tỉnh dậy đi ông ngoại. Người thì ba ơi, ba ơi. Người thì ông Hoàng ơi, ông tỉnh lại đi, ông đừng có làm tôi sợ, ông bị cái gì vậy. Bà ngoại kiểu hoảng lắm rồi, thì vào nhà lấy nhang thắp, một cây thì thắp ở trong nhà bài tổ tiên, một cây thì thắp ở bàn thiên, còn một cây thì thắp ở trước mặt ông ngoại. Vừa mới thắp xong thì ông ngoại dùng dãy và quỳ xuống đất, ấp mặt và tay ấp mặt xuống đất. Thì mọi người thấy một cái không gian im lặng, mọi người lay ông ngoại dậy. Thì lúc này ông ngoại gào lên, la lên và bốc đất, cào đất ở dưới đất lên ăn, bỏ vô miệng ăn. Thì mọi người lúc này hoảng loạn và không biết phải làm gì nữa hết á. Cho nên là bà ngoại mới lấy bánh và cả ở đâu ra một cái sắp tiền vàng bạc đó, lấy ra đốt trước mặt ông ngoại. Và bà ngoại khấn là tôi không biết là ổng có đắc tội với ai không, cho nên là mọi người đừng có hành ổng nữa, thôi cho tôi gửi ít tiền với lại chút bánh, xin mọi người thương mọi người đừng có hành hạ ông nữa, đừng có cho ăn đất nữa. Thì đốt xong hết các kiểu thì ông ngoại đang ăn đất, đang dùng giấy ăn đất thì lại tiếp tục ập tay xuống và ập mặt xuống dưới đất. Thì đất thấy như vậy cho nên nói là nè, ở đây có bánh trái, ăn đi, đừng có hành thân xác của ông ngoại tôi nữa. Đừng có để ông ngoại tôi ăn đứt nữa. Mấy người làm như vậy thì ông ngoại tôi mà lỡ có chuyện gì thì là mọi người sẽ bị mang nghiệp đó. Bánh nè, trái cây nè, tiền bạc mọi người ăn rồi lấy đi giùm tôi đi. Đức chắp tay lại ông ngoại ba lại. Thì ông ngoại ngước lên nhìn Đức và tay thì viết cái gì đó ở dưới nền cát ở ngoài sân. Viết cái chữ gì đó mà cái chữ này là chữ Hoa, không phải là chữ Việt. Vừa viết xong thì ông ngoại xỉu ngang, đưa vào phòng nằm. Thì ông ngoại nằm được một chút thì ông ngoại tỉnh dậy. Bà ngoại kể cho ông ngoại nghe thì ông ngoại nói làm gì có chuyện đó, tôi nhậu xỉn rồi tôi nằm tôi ngủ mà sao cái miệng tôi cát không vậy. Thì bà ngoại mới nói kể lại câu chuyện, thì ông ngoại mới kiểu
thôi chuyện cũng lỡ rồi, ngày mai mua ít bánh trái rồi ra ngoài đó cúng cho người ta. Sáng ngày hôm sau đi học thì Huy mua được 2 bịch bánh, một bịch thì Huy ăn, còn một bịch thì Huy đem lại cái chỗ mà bức tường cuối sân trường, đặt vào đó và nói là hôm qua ông ngoại con không biết cho nên là mới phạm đến các vị. Con thì không có nhiều tiền cho nên con chỉ mua được 1 bịch bánh này thôi dành cho con của cô, thì mong cô nhận và đem về cho con của cô ăn. Thì lúc này có một cái làn gió gì đó khá là lạnh thổi ngang qua người Đức, thì cảm giác đó lạnh từ sống lưng cho đến ót. Đức cảm thấy có cái vấn đề gì đó rồi cho nên là đi ra khỏi chỗ đó và chắp tay lại cái chỗ đó. Đức chạy lại chỗ cô vệ sinh thì nói là cô ơi, con có để vịt bánh ở đó, cô đừng có dẹp nha. Hình như là cô lao công đã biết cái vấn đề gì rồi cho nên là cũng gật đầu và cười nói ừ, cô biết rồi. Đến chiều thì Đức cùng với cậu cũng như vài người bạn cũng như thường lệ đến đó và chơi bóng gì. Thì chơi một hồi thì Đức nhìn ra cái phía mà mình đã để vịt bánh thì không thấy vịt bánh đâu nữa. Lạ thay, hồi sáng mình có để vịt bánh ở đó và mình có dặn rõ ràng cô lao công là đừng có lấy, mà không biết ai đã lấy hoặc là có chuyện gì đó xảy ra đối với vịt bánh đó. Sau khi mọi người chơi bóng chuyền xong thì tan ra hết về, mọi chuyện bình thường. Thì đến đêm thì Đức lại nghe cái tiếng lột sột gì đó ở dưới bếp. Thì mới kêu cậu và nói là cậu nghe cái tiếng gì dưới bếp không? Cậu thì lúc này không quan tâm, kiểu không có nghe gì đâu mày, thôi lo mà ngủ sớm đi, mày thức khuya quá rồi đó. Rồi cậu cũng nằm đó và Đức cũng nằm đó và bấm điện thoại. Thì bấm điện thoại xong một hồi thiệt lâu thì lại nghe cái tiếng lột sột và những cái tiếng chén, những cái tiếng nồi niêu nó va vào nhau len ken, lộp cộp ở dưới. Thì Đức quay qua nhìn cậu, cậu quay qua nhìn Đức. Hình như cả hai đều đã nghe cái gì đó rồi. Vì rất sợ cho nên là cậu mới nói thôi kệ đi mày ơi, ngủ đi chứ giờ xuống dưới cũng đâu giải quyết được gì đâu. Thì do sợ quá cho nên là người cậu cũng ngủ, còn Đức thì không ngủ được mới lấy điện thoại ra chơi game. Thì chơi game một hồi thì kiểu như là ngồi chơi thì ở đâu đó ở cái phía sau của Đức, ở chỗ này nè, cái chỗ cái đèn này nè, ví dụ nha, thì Đức cảm nhận là có một ai đó đang ngồi đó đung đưa chân. Thì Đức mới quay thật nhanh lại thì không thấy ai cả, không thấy ai. Thì Đức mới tiếp tục chơi game. Thì Đức chơi game nhưng mà cái phần suy nghĩ và cả con mắt của Đức nhìn cái phía này, và Đức thấy rất rõ một đứa con nít đang ngồi ở trên cái ghế cao nhìn Đức đung đưa chân. Đức lại quay lại thật nhanh thì không thấy ai cả. Lúc này Đức sợ quá, đắp mền lại và cố ngủ. Thì đang ngủ thì nghe cái tiếng tằng hắng của ông ngoại của ông ngoại ở dưới. Thì Đức mới tò mò ra chỗ cầu thang nhìn xuống thì thấy đèn ở dưới mở và bóng dáng của ai đó đi xuyên qua bức tường. Tới đây kệ nổi mẹ da gà. Ai không biết là ai đã bật đèn và ai đã đi xuyên qua bức tường đó, nhưng mà qua ngày hôm sau đi học thì Đức có đến chỗ cô lao công và hỏi ủa cô, ngày hôm qua con có dặn cô là để cái bịch bánh đó. Thì cô lao công nói cô tới đó bao giờ đâu, có tới đó bao giờ đâu mà dọn, hôm qua cô không có ghé đó. Thì Đức mới chợt nhận ra là chắc là cái linh hồn nữ đó đã chấp nhận lòng thành của Đức và tha lỗi cho ông ngoại của mình cũng như gia đình của mình. Tiếp tục một cái bữa nhậu khác của gia đình Đức thì vẫn là những người đó, những con người đó thôi, và vẫn có Huy. Thì theo lời kể của Đức thì Huy là một kiểu như là một người làm về tâm linh luôn, một gọi là cô đồng cậu cả gì đó, mình không rành cái đó lắm. Thì bà ngoại biết được cái câu chuyện là Huy làm cái nghề mà cô đồng cậu cả gì đó mới khiều Huy ra và nhờ vả nhờ cho coi cái câu chuyện này nó như thế nào, người ta còn giận gia đình này không, có cần giúp đỡ cái gì không để bà ngoại còn làm cho người ta.
Thì Huy nghe câu chuyện đó thì cũng ok, cũng chấp nhận làm. Thì trước khi làm thì Huy mới quay qua nói với bà ngoại cũng như những người ở đó chứng kiến là một chút nữa tôi có kêu về thì có thấy hình dáng của người ta như thế nào cũng đừng có hoảng sợ và la lối lên nha. Người ta sẽ tự ái, người ta sẽ giận và người ta sẽ oán trách gia đình này. Thì cả nhà đồng ý. Có một cái chai nước. Sau khi đọc bài khấn xong thì Huy để cây nhang ngang lên cái chai nước như thế này. Thì cây nhang mới đợt chợt quay một vài vòng, quay hai vòng. Sau khi khấn xong thì cây nhang quay một hai vòng và cây nhang kiểu gật gù vậy nè mọi người. Mọi người có tưởng tượng không? Đây là cây nhang nha. Đây, đây là cái chai nước thì cây nhang nó như vậy nè. Thì cây nhang nó kiểu gật gù như vậy. Thì chợt ở ngoài cửa có một bóng dáng của ai đó, một người phụ nữ, tóc ngang vai, đồ thì bị cháy lém, mặt thì bị dính những cái màu đen, những cái lớp da bị sần sùi, bị máu mủ, bị phỏng do lửa. Một người phụ nữ như vậy đứng ngay cửa. Đức thấy và mọi người có lẽ cũng thấy, tất cả đều á khẩu và không la lên lời nào. Tôi mà ở đó là tôi xỉu ngang, chứ không có cái kiểu mà tôi đứng tôi nhìn đâu. Cho nên là sau khi một hồi Huy đọc chú thì Huy lại tiếp tục với những động tác chải đầu rồi xoa bụng. Lúc này một cuộc nói chuyện xảy ra, nói cái gì đó tầm nửa tiếng một tiếng gì đó về cái câu chuyện mà người phụ nữ đã chết này muốn nhờ là kiểu như là đến đó để lập một cái am nó to hơn, rồi cúng kiến, rồi nhờ mọi người rồi là cúng kiến ở chỗ đó để mà siêu thoát cho hai mẹ con. Thì sau một cuộc nói chuyện thì chuẩn bị xuất ra thì Huy đang bị nhập quay qua nói với lại Đức: nè, ở trường của con học đó có nhiều lắm nha, cho nên là có thấy thì cũng đừng có làm gì ghê gớm lắm, không có gì đâu. Cái con nhỏ mà hôm bữa đứng trên lầu 3 đó là cô kêu nó hù con cho vui đó. Tại vì cô biết con có thể thấy được những cái thứ gọi là về tâm linh, những cái mà liên quan đến linh hồn, vong hồn, cho nên là cô kêu nó ra hù con chơi cho vui. Sau này nếu như có ở trường có thấy thì cũng kệ đi, người ta không hại con đâu. Và đang trên đường đi từ trường về, lỡ có ai đi đằng sau có kêu tên mình thì cũng đừng có trả lời nghe con. Sau câu này thì xuất ra trả Huy lại về Huy như lúc đầu. Do bà ngoại cũng nghe được câu chuyện đó, cũng đến và xây cái am to hơn, rồi kiểu như là cúng kiến đồ nhiều hơn, cho nên là có lẽ là bà ngoại được ưu tiên và được giúp đỡ đi kiếm được tiền. Và câu chuyện này cũng hơi mắc cười, tại vì bà ngoại kiếm được tiền từ việc là cái cô này, cái cô mà bị chết cháy này cho số đề, cho nên đánh để chúng có tiền để mà cho cậu và cả Đức đi học. Thì vào một lần đi học của Đức thì đang nghe giảng bình thường, thì đâu đó cái lỗ tai của Đức nghe được một cái giọng nói của một người phụ nữ là: nè, một chút nữa đi học về nhìn đường cẩn thận nha. Đức quay lại thì thấy không thấy ai cả, không thấy ai lạ cả, chỉ có những người bạn học chung. Mà cái giọng này rất là lạ, không biết của ai, có thể là của một người nào đó muốn nói, nhắn gửi đến Đức. Và trong lúc đi về này, rất may nhờ có cái lời nhắc đó mà Đức tránh được cái một cái vụ tai nạn ô tô đã xảy ra trước mặt Đức, chỉ cách khoảng chừng tầm 1 mét mà thôi. Ok, thì câu chuyện đến đây cũng hết. Vẫn muốn nói với tất cả các bạn là có thờ, có thiên, có kiêng, có lành. Và khi chúng ta ra đường, thấy bất cứ một cái gì đó, chẳng hạn như là chúng ta đang chèo thuyền mà thấy một cái áo trôi sông hoặc là một cái quần trôi sông, chúng ta cũng đừng nên mà cầm về nhà, rất là nguy hiểm. Thấy một cái con vật gì đó
ở kiểu như là một cái chỗ gì đó rất là tâm linh, chẳng hạn như thấy một con vật gì đó ở nghĩa trang nè, thấy một con rực vật gì đó ở trong rừng hoặc là rừng cao su, thì chúng ta cũng đừng nên mà kiểu như là dí bắt, lỡ như đó là một cái thế mạng của một cái linh hồn nào đó đang nhập vào để đi kiếm ăn, thì khi mình bắt được thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chúng ta phải nên biết là có thờ, có thiên, có kiên, có lành. Và muốn bắt con chó đó cho nên là ông nọ, ông ngoại mới bị kiểu như là bị nhập mà hành xác như vậy. Và cũng do lòng thành của gia đình Đức thì người phụ nữ này đã phù hộ độ trì cho gia đình Đức này cũng khá là nhiều. Cho nên là về cái mặt mà linh hồn ở đây không có nghĩa là ai cũng hại người. Linh hồn cũng có linh hồn xấu, linh hồn tốt. Nhiều người, người ta khi mà chết đi á, giữ lại cái oán khí rất là nhiều ở trong lòng mình, thì người đó sẽ rất khó siêu thoát và có thể là ngạ vào quỷ. Người ta gọi là ngạ quỷ đó. Cho nên là chúng ta hãy nên tập kiểu buông bỏ những cái gì không thuộc về mình thì nó sẽ không bao giờ thuộc về mình. Còn những gì thuộc về mình thì trước sau gì nó cũng sẽ thuộc về mình. Không nên tham lam, không nên hại người để mà đêm về ngủ không ngon và tạo ra những cái nghiệp chướng khó mà tốt về sau này, cho tương lai cũng như cho bản thân mình và cả con cháu mình sau này. Ok, mình chỉ khuyên tất cả các bạn vậy thôi. Và tập 6 của series Blackbee và Chuyện Bí Ẩn kết thúc tại đây. Hy vọng mọi người vẫn sẽ like, share, subscribe cho mình và gửi những mẫu chuyện về fanpage Blackbee và Chuyện Bí Ẩn. Ok, bye bye mọi người. Chúc mọi người một ngày thiệt là vui vẻ. Và nhớ, có thờ, có kiên thì có lành. Thay quần đi, ướt quần rồi kìa. Bye.